Em, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Thịnh. Mình học level 2 từ K2 và update kiến thức ở K3 này. Trong suốt thời gian học level 3 này thì ngoài kiến thức mà các bạn có đề cập đến rất là nhiều những cái công cụ rồi là những cái chiến lược mà thầy đã dạy, thì mình cũng thấy K3 này có một điều rất là hay là cái cách thức làm việc nhóm mà thầy, cái cách thức tổ chức lớp mà thầy tổ chức trong lớp học này. Chúng ta đặc biệt là thành các nhóm thì chúng ta đã làm việc với nhau và mình thấy đây là một cái cách thức rất là hiệu quả, và hy vọng rằng trong thời gian tới thì các nhóm với cái tinh thần của mình, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác để làm thế nào thúc đẩy được cái tinh thần của nhóm và hỗ trợ nhau trong quá trình mà chúng ta catching. À, đặc biệt là cũng gửi lời cảm ơn tới thầy giáo và ban tổ chức cũng như là toàn thể anh chị em ở trong lớp. Trong thời gian vừa qua chúng ta đã cùng nhau đồng hành, và hy vọng rằng trong thời gian tới thì chúng ta tiếp tục đồng hành hỗ trợ nhau để chúng ta thành công trên con đường catching. Xin cảm ơn ạ.